Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Đỉnh miền Tây. Thì hôm nay mời cô chú tiếp tục cùng ghé nhà em Tuấn Anh với con ha cô chú, để mình xem một số cây. Thì nếu cô chú có yêu thích thì ủng hộ cho em Tuấn Anh. Rồi con mời cô chú cùng gặp Tuấn Anh ha cô chú. Dạ. Dạ chào cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay em cũng có một số cây muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị yêu thích thì ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới nhất. Em xin cảm ơn ạ. Rồi. Mình vô luôn. Cây này, cây đầu tiên là cây một cây bông bập, bông cái bập này ha. bông hồng hồng phấn quá. Rồi, bột hồng đi. Dạ. Cái bông rất là đẹp phải cô chú, bông nuôi to đẹp. Nuôi thường chậu này năm mấy rồi nghe cô chú. Nó ra bông liên tục vậy đó cô chú. Cái này dòng này mình ghép á em hay sao? Cây này là cây gin luôn á. Cây gin hả? Dạ, cây này nó quái giống như bông bập Thái hay cô chú. Bông bập này Thái, bông cây bập gin Thái anh. Hả? Cây này bập Thái nè. Bập Thái hả? Bập dạ. Thái cây gin đúng không? Dạ, nhưng mà giống này nó có từ xưa rồi, cây này khoảng chục năm rồi. Rồi. quay cho anh chứ không phải là mới đây, nó có cái thân cũng quái của chú, bông đẹp, bông thì đẹp rồi, này màu, là màu đẹp lắm, đủ tay đủ chi để mình bẻ hết rồi cô chú, cũng về có thể vô dây ha bẻ. Dạ. Đây nè, trên cái ngọn là hầu như đã hoàn thiện tay ở đây, mình nữa mình nuôi cái bẻ ra đen tay nữa đó. Rồi cây này đó em trồng là em vũ đó, sạch em trồng lại đó, cây khỏe lắm. Rồi cho cái thông số luôn em ơi, chiều cao tới cái mặt cắt này đi 70 đi cô chú, 70 tàn ngang luôn, hào hảo vô mà anh luôn, 45 rộng 40 luôn cô chú ơi. Nó chỉ có một màu thôi em. Dạ, trên này là cây gin, cây gin ha, cây không có ghép vô cái nhánh nào cho ha, cái này là toàn bộ bông gin đẹp đây quá cô chú, đây cái nụ nó đang nụ nó vậy nè cô chú, đó nụ đây, có cây gốc ở đây, đây gốc Tuấn Anh vừa nuôi cây mà vừa nuôi gao luôn ha. Cái này là lúc đó em bứng sao tự nhiên nó lên cái em để ăn luôn đó. 16 cô chú ơi. 16 này cô chú. 16 ha. Đế thì nó bẹt ra vậy nè, nó nằm ở dưới em không có đo được. Cái đế thì ngang 7 á. Đây. Rồi. Đây là gao dắp cá ha. Đây chưa. Cô chú thấy nó có cái này giống như cái cùi chỏ mình vậy. Đây nó đây có cái mặt sẹo lớn ở đây. Ở đây có mặt sẹo ha. Rồi sao rõ, những cây là cây gin hết nha cô chú. Một cái cây gin không ghép. Yeah. Đây. Có mặt sẹo đây. Tuấn Anh cũng đã xử lý kỹ vậy ha, cái thân nó cong vậy nè cô chú, rồi em dừng ngay đó đi, cái đường thân nó vậy đó cô chú, cũng quái lên tới trên này nè, cũng này, có cái độ quái, cái khúc luôn. Này là em nuôi lại là em uống lại giống như cái dáng lông vậy đó. Dạ. Chơi cây mà mai á kêu dáng lông mà vậy nè cô chú, như rồng vậy đó. Rồi còn như này là tự nhiên của nó. Cái này mà mỗi một cái nhánh nó ra nó cho bông thôi là rất là đẹp ha. Cái này bông liên tục luôn nha cô chú. Đây chỉ là một bông thôi. Này. Bông này nó tàn là bông này nó chuẩn bị búp lên. Có cái búp đậu lên nè ha. Dạ. Ờ. Còn cái ngọn này nó non quá, nó chưa có ra bông. Đây nó cũng ra bông vậy nè. Nó cũng ra luôn nè cô chú. Đúng rồi. Rồi. Bên đó có cái búp bự ha. Những cái ngọn này là nó chuẩn bị bông hết rồi nghe cô chú. Cái dòng rồi. Này nó xuyên bông lắm. Giá luôn em ơi. Rồi cái này em xin báo giá là 1,2 triệu không chậu. Bao ship toàn quốc. 1,2 triệu không chậu ha. Dạ bỏ chậu ra bỏ bột Thái mà hồng nha cô chú. Không chậu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi nếu có chậu thì cô chú gọi cho Tuấn Anh ha. Tại cái chậu này nó cũng bị tóc rồi, ship đi nó cũng dễ bị bể lắm cô chú. Rồi giá là 1,2 triệu cây này nó cũng không có lớn nhưng mà nó cũng cồng kềnh cô chú. Nó cứ nằm cái thế này. Cái này chắc cũng phải đóng 2-3 cây thùng shop rồi, nó cũng cao quá cô chú. Rồi đổi luôn em ơi. Cái bông thì đẹp cô chú, bông đẹp lắm. Rồi tiếp theo luôn. Rồi cái bông giấy ha, bông giấy này thì kem giấy này là trước có quay rồi nhưng mà rồi. Cũng chưa có giao lưu được. Có một số anh cũng kêu chốt mà kêu đặt cọc lại không đặt cọc. Rồi thành ra là hôm nay là mình quay lại ha, muốn giao lưu lại để cho cô chú nào còn yêu thích cái này thì mình cái này cái búp này em thấy giống búp bông quá, không biết phải không à? Đây nhìn giống đây là ổ lộn, cái giấy này là giấy Mỹ em, giấy Mỹ ghim, giấy Mỹ ghim. Đây hôm nay gà khỏe quá trời ha, cái này em thấy giống như muốn nở bông á, ngọn non đó mà. Rồi quay đi em. Cây này thì hầu như là nó liền lạc luôn nha cô chú, nói chung là cái củ nó như trái bành nha cô chú ơi. Dạ. Nó tròn dâu à, cái bộ đế của nó là nó còn xuống tới dưới luôn cô chú, hết cái lớp bầu V6 luôn nè cô chú. Rồi đó, rất là quái ha, ở trong này cục tròn do ở ngoài. Dạ. Này có một cái đế bao ở ngoài nữa. Dạ. Cây này là một cái rễ bao ở ngoài nữa. Ta nuôi ở dưới đất trong cái chậu á, người ta để ở dưới đất khoảng hơn năm rồi.
mới bứng lên vô chậu lại. Rồi vị trí này đo luôn em ơi. Rồi chiều cao trước đi. Chiều cao tới cái ngọn này đi. 40 cô chú ơi. Rồi 40. Tổng cái chiều cái hoành thăng ngay vị trí này đi. Đo nhiều vị trí cô chú chị mình dễ coi. 17 cô chú 17. Ơi. 17. Cái tay mà từ cái thăng nó từ cái trái banh này ra đây ha. Ừ. 38 nha cô chú. Rồi, hết luôn là nhiêu đây? Hết luôn tới bên đúng này rồi. Luôn là lấy cái gãy đó luôn. 65 cô chú ơi. 65. Rồi. Rồi em đo cái cục tròn vô này có nhiêu đây? Cái này em bỏ cái cọng ghế ở ngoài đúng này rồi. Đi. Cái cũ ở trong thôi. Chính xác mình báo là được rồi. Cái này là dưới cái eo nó hơi bóp vô nghe cô chú. Chỗ này là chỗ ốp luôn nè. Là 40 17. Rồi 47. Này khó đo. Rồi 47 cô chú ơi. Còn giữa cái trái banh này là nhiêu đây? Cái banh này thì nó hơi nõn thôi. Vậy rồi mình vịn vịn kéo thẳng thước luôn. Sáu mấy đây? Còn 70 đó. Bên này nó còn nó hơi chật chật. Rồi. Vậy thì nó đo hơi trên lại chút xíu cô chú, tại nó hơi chợ cô chú. Khoảng 65 đó, 65 70 đúng không? 65 ha. Rồi. Để hết ngoài này luôn thì lớn hơn cô chú. Đây. Rồi, này là 69. Rồi. Đó. Cái chân đế là còn nữa ha. Chân đế này nó còn cắm xuống nữa ha. Cái này là nó xuống tới cái bầu V6 hết, cái bầu V6 luôn nè cô chú. Rồi xuống tới đây luôn. Dạ, lúc của chồng luôn. Là chồng tới đó, em vô đất đó. Rồi quay quay cho anh vòng. Có đó. Cái lúc mà em bấn vô chuẩn bị thay chậu á, em có chụp hình. Bệnh rất là chặt ha cô chú, không có lỏng ha. Bệnh bên đây có những cái ghế, bên đây là đế nó muốn cứng cái bầu V6 luôn nha cô chú. Rồi bệnh rất là chặt. Nói chung cũng quái lắm cô chú ơi, quái. Rồi giá luôn tướng anh ơi. Cái này em xin muốn giao lưu lại là 4,2 triệu không chậu, bao ship toàn quá. 4,2 triệu ha. Giờ cái này chắc giờ phải đóng vô thùng xốp đó chứ nó ra chồi rồi đâu có bó phôi được. Cái này còn cao lên cỡ tấc mấy nữa cô chú. Cái bầu ôm này. Cái bầu này là 2 tấc cô chú. Cao lên á. 20. Rồi, cao lên. Nếu mà 20. tính ra là cái bộ đế của nó không á. Chiều cao bộ đế là khoảng 43 đó cô chú. Rồi. Muốn giấy cô chú, giấy Mỹ ghi. Cây liền lạ. Có mấy cái sẹo nhỏ thôi cô chú. Rồi. Giá là 4,2 triệu em. 4,2 triệu không chậu, bao ship toàn quá. Rồi. Có thể cô chú anh chị tháng này ở vùng lạnh á, thì nếu mà chưa có gửi cây được thì gửi lại cho em. Thì tới thời điểm nắng ấm á, cây nó khỏe em gửi lên cho nó khỏe. Rồi. Đổi luôn tướng anh ơi, đã gọi. Cái trái banh nha cô chú, giấy Mỹ. Tròn vo luôn. Đó. Về mình bẻ sữa tàn theo ý mình hết cô chú. Rồi tiếp theo luôn. Rồi. Tiếp số theo. 3 ha. À, số 3 là tới bông trang ha. Đây, trang đỏ lá nhỏ cô chú. Thì cái lô này tướng anh cũng bán nhiều, khá nhiều trên kênh hết cô chú. Ồ, một số đọt này nó vượt ra nó ra bông trước nè, còn số đọt này là bông tết hết nè cô như chú. Cái lô này nhiều cây lắm ha em. Dạ. Em về cũng mấy chục cây rồi, có ông anh kia ông cũng chốt số lượng nhiều á. Rồi. Đây là lốm đốm bông. Lác đác bông cô chú. Ở trong tàn thì cũng mịn nè. Cây khỏe. Bộ đế này nhỏ nhưng mà nhiều lắm. Chiều cao tổng của cây là 40. Rồi. Mình để vậy mình chơi tết luôn đó cô chú ơi. Tán ngang là 25. 25 tròn đều cô chú ơi. 25 tròn đều. Mình thăng nó là nhỏ cô chú ơi, khỏi đo thăng cô chú ơi. Phần ngón tay mình đó. Ngón tay cô chú. Nhưng mà có cái bộ đế. Cái này nó bộ đế thôi cô chú. Bộ đế của cây này là 40 cô chú ơi. 40. Dạ. Rồi, quay cho anh coi dòng bộ đế ha. Đây cô chú. Những cây này là mình đã vũ đế sạch này kia ra mình xử lý đế hết đây nghe cô chú. Cây nhỏ nhưng mà đế có tàn mịn. Rồi, giá luôn tướng anh ơi. Rồi, giá cái này em báo giá là 550, bao ship toàn quá. 550 ha, luôn chậu ha. Luôn chậu. Chậu nhựa nghe cô chú. Cái này làm bỏ vô mình cái thùng xốp á. Rồi. 550. Thùng đẹp. Bao ship toàn quốc. Cây mã số 3. Số 3. Rồi, tiếp theo bông trang luôn đi ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4. Cây đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ luôn, đang bông rực rỡ luôn. Này mình chơi lai gai tới Tết luôn đó cô chú ơi. Chơi lai gai tới Tết luôn, chơi Noel tới Tết luôn. Đấy. Bông khá nhiều ha.
Tàn cũng tròn đều luôn cô chú ơi. Xin cho chiều cao của chú ạ. 35 cô chú ạ. 35. 30. Tròn đều cô chú. Rồi. Cái gốc nó cũng nhỏ cô chú ơi. Rồi gốc bằng ngón tay mình nè cô chú ơi, ngón tay cái cây mình. Này chỉ là có đế thôi. Này cũng ba mấy 40 cô chú. 38 cô chú ơi. Rồi 38. Đây, một dòng đế ha. Rồi giá luôn em ơi. Cái này em báo giá là 500k. 500k. Bao ship toàn quốc. Rồi, cũng trong chậu nhựa luôn ha. Dạ, chậu nhựa, những cây này là cây thường chậu hết con chú. Rồi, bao ship là luôn chậu. Luôn chậu. Cây mã số 4. Rồi, mã số 4. Cô chú xem nếu chưa có thích kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ con ha cô chú. Rồi, tiếp theo là mã số 5, cũng là một cây đỏ lá nhỏ. Số 5 đỏ lá nhỏ. Cây này thì bông chững nha cô chú. Cây này tết. Quá trời, cái nụ nó đang ốm nụ cô chú. Rất là nhiều ha. Yeah. Nụ này là mình chơi lai gai là tới tết luôn. Lúc nào cũng có bông hết, lúc nào nhà cũng có bông đỏ được hết trơn. Chiều cao tổng của cây là 38 cô chú ơi. Rồi. Tán tròn đều 26. Rồi, cây này mình ở rộ đẹp lắm nha cô chú. Dạ có bông nụ một rất số là bông nhiều luôn. Đang nè, mấy cái này là nụ đó không. Cây khỏe. Mình đế của nó là 42 luôn cô chú. Rồi. Ơi. Mình đế 42 nha, thân người bằng ngón tay cái thôi. Cây này mặt bên kia đế đẹp, mà bên này nó hơi bị lép đế chút xíu nè. Hơi bị khuyết vô ha. Nó, cái bộ đế nó lòi bên đây nhiều hơn. Bên đó trồi ra nhiều ha, yeah. Bên đó thì nó khuyết vô. Đây. Rồi giá luôn em ơi. Rồi cây mã số 5. Cây này em xin báo giá là 500k, bao phí ship toàn quốc. 500k luôn ha. Cô chú anh chị nào có yêu thích đó, chốt cặp đó, thì em bớt cho mình là 50.000 cây. Rồi. Dạ. Cặp thì bớt 100k. Dạ một cặp là bớt 100k. Rồi. Bao ship luôn. Này mình chơi cặp cũng đẹp quá chú. Nó cũng tàn này kia nó cũng giống giống nhau hết á. Rồi. Xuống cây luôn. Mã số 5. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 cũng là kết thúc của cái lô trang đỏ này. Rồi là hết. Rồi. Ha. À, lô này em chỉ còn được 4 cây thôi. Cây này thì đế khéo. Rồi, cây này cũng bắt đầu ôm nụ rồi chú ơi. Những cái phân này là phân hữu cơ không nghe cô chú. Bên em xài phân hữu cơ không à, phân nhập á. Rồi, chứ không có xài phân hóa học. Cây nó không có sung lắm nhưng mà nó bền cây. Rồi, đó luôn em ơi. Trời hơi âm u cho nên không chiều có thấy cao tổng rõ cây là 35 cô chú ơi. Thông cảm giúp con ha. Hôm nay trời sắp bão vô. 27 27 25. Rồi, 8 tròn đều. Cây này tròn do. Dạ, cây này cũng có một số nụ nè. À, đặc biệt là thấy có cái thoát thân khá cao ha, cao hơn mấy cây khác. Dạ. Còn ngón tay mình thôi, những cây này nhỏ quá. Cây này đế nó đều hết. Cây này thì đế chảy đều hết. Dạ, cây này bông mà chuẩn tết luôn nè. Nó dung lên đều hết cô chú ơi. Cái đế nó dung lên hết đều hết. Nó bò ngoằn ngoèo như mấy cây cổ thụ trong rừng mà lâu năm. 40 luôn cô chú ơi. Rồi, 40. Đó. Rồi giá luôn. Cái này em xin báo giá là 550, bao phí ship toàn quốc. 550. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. À, lưu ý cô chú chốt một cặp là tướng anh bớt 100k ha. Dạ. Rồi, từ xa gần nữa, nếu mà gần hơn nữa thì mình dạ. Có bớt nữa đó cô chú. Cô chú anh chị nào mà nhận hàng được bên Tô Châu này kia có, thì cái chi phí vận chuyển nó thấp thì em bớt thêm cho mình chút đỉnh à. Có yêu thích thì ủng hộ cho em tướng anh. Cái mã số 6. Rồi. Nếu không thì mình xem vui giải trí ha cô chú. Dạ. Đây theo mã số 7 là một cây mai chiếu thủy nu đột biến nha cô chú. Nu đột biến, rồi quay đem. Dạ. Nu đột biến dòng mini. Cây này nó cũng già cây rồi anh. Có cái thân lắc. Đó. Dòng nu đột biến một là cây nu mặt cắt lắm em. Cô chú. Có cái mặt cắt lớn. Rồi. Cắt có cái thân lắc. Nu đột biến. Tháng này trời lạnh quá, cái dòng nu đột biến nó phát triển không có tốt quá, thành ra cái lá nó hơi vàng, nhưng mà cây vẫn khỏe nha cô chú. Hàng cầm tay thôi ha cô chú. Dạ. Rồi, đó luôn em ơi. Hàng cầm tay. Chiều cao nó lên tới ngọn là 22 cô chú ơi. 22. Thân này nó cũng nhỏ cô tay cành thì cũng đều hết rồi. Khoảng 7 cô chú ơi. Rồi, 7. Tại vì nó có mấy cái nu nó cộm cộm ra hơi khó đo, em tính 7 thôi. Rồi. Đó. Ở trên này thì nhỏ không? Thì nó dốt lên từ từ ha, cái ngọn còn dạ. Có bằng cái đầu đũa à. Rồi giá luôn. Cái này em xin báo giá là 450. Bao phí ship toàn quốc. Nu đột biến. Dạ. Đây.
nu đột biến hay cô chú. Cái này xử lý bầu này kia em trồng lại hết rồi. Gộm xuống cây. Rồi, đổi luôn em ơi. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Cây mai chú thủy lá lớn. Rồi. Cây này mã số 8 ha. Cây này cái chồi này rồi em ghép áp vô đây nè. Rồi, quay quay đi. Cho nó lên ngay cái một cái phôi. Cái phôi. Báo cái phôi đi ha. Lá lớn ha em. Lá lớn. Lá lớn, một phôi lá lớn, mini lá lớn. Phôi này em báo giá là 350. 350 ha. Rồi đo nhanh cho cô chú xem luôn ha. Bảo ship toàn quá. Chiều cao nó lùng hơn. Cái này cái đế nó nằm dẹp ngay chỗ này. 25. Rồi 25. 25 nó lòn ở trong này là nghe cô chú. Rồi. Hơi khó đo. Này cái gù này. Tính là 10 á. Rồi 10. 11 nó tính là 10 thôi. Giá là 300k. Ủa lộn, 350 ha. Dạ. Này cũng mới đóng quá rồi chú. Chiều cao tổng của nó là 12. Rồi. Hàng mini nữa, cầm tay nữa cô chú ơi. Mùa đế nó quái lắm, những cây này cây thần chậu sống khỏe hết rồi cô chú. Rồi. 350 ha. Dạ. Tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là số máy này. Cái này là 6, 7, 8, cái này là mã số 9. Mã số 9 là một cây gì đây? Một cây sam trái. Sam trái hay là sam bông em? Này sam trái. Sam trái ha. Dạ. Là mình còn cái trái nào trên này không? Không. Chưa thấy trái ha cô chú. Nhưng mà chính xác là sam trái ha. Dạ, sam trái. Sam trái. Cái này nằm chậu nó cũng hơn năm rồi cô chú. Mình phối vô cái chậu dạ. Tiểu cảnh ha. Đây, cái thân rất là quái ha, thân lắc rất là quái cô chú. Sam trái, phải có trái nữa thì đẹp. Nó đây là cái cuốn này, cái trái non nó khô nè. Rồi. Nó không có lớn là được, nó bị khô trái non nữa. Rồi cái này đo làm sao đây em ơi? Nó quành như đây đi. 10 ha, quành được 10. Hai ông ngồi đánh cờ. Chiều ngang của nó là 25 cô chú ơi. Rồi. Rộng của nó là 18. Hai em ngồi đánh cờ ha cô chú. Cái thân nó đưa ra rất là quái cô chú. Này về có thể phối tiểu cảnh khác được nha cô chú. Rồi, rồi em cứ quay đi. Cái bộ đế cũng quái lắm. Bộ đế nó quái. Cái này em xin báo giá là 700k. Bao ship toàn quá. Rồi bộ, cô chú anh chị nào bỏ cái chậu ra thì em bớt cho 300. Bộ đế cực kỳ quái ha. Dạ. Bộ đế rất là đẹp đó cô chú. Nhỏ à. Cô chú thấy hơi lùm xùm của cái mấy nhánh này cho nên không thấy được cái đường thân cái bộ đế. Rồi quay đây em quên. Đây. Cái cụ đế này anh quên không có đo đế, cái thân nó co lắc nó dương ra. Không có đo khá cái là đế, đẹp. Cái đế này nữa cô chú. Đế này khoảng 25 nữa cô chú ơi. 25. Rồi, đã thấy rõ ha. Đây. Ừ. Ở trong này nó bệnh nó quấn đây rồi cô chú. Cái chậu này là nó đặt nguyên khối luôn, không có dán keo gì hết nha cô chú. Giá là 700k em. Dạ 700k, cô chú nào chị nào bỏ chậu thì em bớt cho mình 300. Rồi cái chậu này là 300 hả? Dạ. Hai ông nồi đánh cờ cô chú. Cái tiểu chú cảnh. Anh chị nào ở nhà có chậu rồi thì mình mua cái phôi thôi. Cái này nó thần chậu rồi cô chú, nhổ ra cái mình. Đó, cái đường thân nữa nè cô chú, lên đây nó lắc nó đưa ra nè. Dạ hai ông cũng quái lắm. Đánh cờ. Rồi đổi luôn em ơi. Giá là 700k hả? Mã số 9 là luôn nguyên cái chậu đó luôn. Dạ. Chậu tiểu cảnh. Rồi. Tiếp theo mã số 10, một cặp ha. Một cặp. Cô chú anh chị nào mua lẻ thì vẫn bán lẻ. Cái chậu này chậu đá ha. Chậu này chậu gốm giả đá. À gốm giả đá. Cặp số 10, cái này là bán dạ. Cặp ha cô chú. Cô chú anh chị nào mà mình có mua lẻ thì em vẫn bán lẻ luôn à. Nhìn giống đá mà không phải ha cô chú. Dạ. Này sâm hương. Sâm hương. Rồi. Đây. Vô trong rồi, nó rút cái lá nhỏ mà. Lại. Chậu này kêu bằng giả đá nhưng mà nó cái kiểu gì vậy em biết không? Này, giả đá, chậu gốm giả đá thôi chứ. Giống như cái thổi vàng. 13 cô chú ơi. Rồi. Cây bên này là 10 cô chú ơi. Rồi, 13, 10. Cái thân nó bằng ngón tay cái mình cô chú. Dạ. Yeah. Đây. Sam hương. Sam hương, sam đài loan. Rồi giá một cặp này là như em ơi. Giá một cặp này em báo giá là 500k. 500k. Bao ship toàn quá. Nếu mà cô chú anh chị nào mua lẻ thì 300 một cây. Rồi. Phí ship này kia nó cũng hết mấy chục ngàn rồi cô chú.
500k. Với lại là mấy cây này mình phải mua kiếm cái thùng nhỏ mình bỏ vô á. Không có bó giấy được. 500k hả cô chú? Cặp mã 60. Đợi xuống cây luôn. Rồi. Tiếp 10. Theo mã 11 là cũng là cây cuối clip. 11. Là một cây hồng ngọc mai. Rồi, hồng ngọc mai. Có để tay chi à? 4 cái chi. Vô thần rồi nghe cô chú. 3 cái chi, một cái ngọn. Nó ngậm dây rồi nè, mình tháo dây ra được rồi đó. Hàng bonsai cầm tay nữa cô chú ơi. Nhờ cây này cô chú anh chị mình nuôi thêm là đẹp đó. Những cái dây này nó thần hết rồi. Giờ mình cắt rút lại ha, đừng cho mấy cái này nó ra chi dầm ha. Cái này nếu mà em chuyển đi em bấm mấy cái chi này lại nè. Cho nó gọn vô dễ ship chứ để ra nó cũng gãy hết. Đo luôn em ơi. Hàng nếu cũng mình... mini cầm tay luôn cô chú ơi, nhỏ thôi. Chiều cao mình tính tới cái ngọn mình chuẩn bị cắt đi là 15 cô chú ơi. Rồi 15. Đó, khoảng cắt ngang đây nè. Ngang nó là 12. Rồi. 12 là khi mà ra cây thành phẩm luôn cô chú ơi. Chứ mình không có tính là cây hoành trên này đi. 8 cô chú ơi. Rồi 8. Cái này là nguyên cái bộ đế nôm lên cô chú. Đế cũng sáng sáng nha ha. Yeah. Bệnh lại với nhau. Cái vị trí này là 15 cô chú. Rồi. 15. Có trừ hao chút đỉnh cho mình nữa. Rồi, giá luôn em ơi. Rồi, cây này em xin báo giá là 450. Bao ship toàn quá. 450k ha. Dạ. Yeah. Cái này nuôi chậu nó cũng được hơn năm rồi nha cô chú. Rồi. Có 3 cái chi với một cái ngọn luôn rồi cô chú. Yeah. 450k. Dây nó thần hết rồi, về mình tháo dây ra được rồi. Hôm nay là cũng là cây cuối clip. Cuối clip cũng xin chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị yêu thích thì ủng hộ cho em. Cũng cảm ơn một số cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ bên kênh và một số anh em mua bán cây kiển. Dạ, em xin cảm ơn luôn ạ. Rồi, rất cảm ơn Tuấn Anh đã chia sẻ. Nếu mà hình ảnh không có gì rõ thì cô chú liên hệ trực tiếp ở chỗ Tuấn Anh hay cô chú. Dạ. Tại vì trời hôm nay cũng âm u, khá là khó chịu cho nên là con cũng cố gắng quay kỹ cho mình xem. Rồi, con xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.